Liên Hợp Quốc ban nãy còn ồn ào đầy tiếng cãi nhau, giờ im phăng phắc, ai nấy dương mắt nhìn hàng rễ cây bất thình lình đâm từ mặt đất lên trần nhà, đen xỉ chắc khỏe chỉ trong vòng một giây. Ngu Tử Du không chỉ xuất hiện trong hình dạng nhân thụ, hắn còn bao phủ cả sảnh họp của nhân loại không khác gì tạo cho mình một cái tổ. Phải biết Liên Hợp Quốc họp trên tầng cao nhất của tòa nhà, đâu phải nhà cấp 4 đâu mà rễ cây đâm tới đây được. Nó còn đâm xuyên qua trần nhà, rễ tràn lan trên sàn nhà cứ như có ở đó từ lâu đời lắm rồi vậy. Vài ba làn khói mỏng của bê tông cốt thép bị đâm nhuyễn tản mát trong không khí, lọt vào họng đang há ra đầy kinh hoàng của mấy ông sếp đến từ các lục địa màu da khác nhau. Ban đầu họ mới thấy rễ thân cây trong phòng, nghĩ chắc không phải là kẻ ai cũng biết là ai đây chứ, sao hắn lại xuất hiện trong một cuộc họp đã diễn ra 2 ngày 2 đêm không có kết quả cơ chứ. Người hoang mang nhất là ông sếp vết sọc này đây, ông quản lý liên bang Hoa Hạ, đáng lẽ phải rõ chuyện thần thụ đến đây nhất. Vậy mà giờ đây không khác nào những kẻ đang trố mắt ra ở đây cả, đơn giản vì dị thụ xuất hiện trước mắt cứ thế xuất hiện không một lời cảnh báo. Rất nhiều người ở các châu lục khác chưa từng được thấy hình dạng con người của cây liễu, bây giờ lác đác vang lên giữa không trung là tiếng sững sờ của bọn họ. Là dị thụ sao? Mở đầu bằng một câu nghe cho thân thiện chút nào, không ngờ lại gặp các ngươi bằng cách này. Lời vừa nói ra đã khiến bọn họ sững sờ không thôi, giống như không hề biết dị thụ có khả năng nói như mình vậy. Ai đó chẳng kiềm được mà lên tiếng, đây chẳng phải là khu vực liên bang Hoa Hạ hay sao? Một trong những nơi mạnh nhất của con người, rõ ràng nơi đây đã được thi triển kết giới linh lực, vậy nó làm thế nào để vào được? Ngu Tử Du xách ra một cái máy tòng tanh trên hai ngón tay không khác nào một thứ đồ chơi, loại đồ vật này hoàn toàn vô dụng đối với ta nhé. Tất cả nín thinh, không nói được lời nào, câu đó là câu trả lời ai cũng đã biết trước, con nói ra làm gì cơ chứ? Thấy trên mặt ai ai cũng tràn đầy vẻ cảnh giác, lo âu hoặc là ba chấm không biết nên nói sao cho phải, Ngu Tử Du hỏi đầy ý cười, sợ bọn ta liên kết với hắc ám để tiêu diệt các ngươi à? Nhưng hắn không đùa giỡn, sự im lặng bao trùm khắp nơi khiến lời nói của dị thụ cũng trở nên nặng nề hơn, suy nghĩ vẫn hẹp hòi như vậy sao? Thôi thì, ta sẽ nói thẳng thắn. Ta không giống hắc ám, thích chơi trò mèo vờn chuột. Nếu loài người dám chống đối ta, sự ngập ngừng của Ngu Tử Du khiến không khí căng thẳng, cảm giác như không ai dám hít vào một hơi nào. Cuối cùng nghe lời chốt của hắn, ta sẽ không ngần ngại tàn sát toàn bộ loài người. Ai nấy lộ rõ vẻ kinh hãi, hắc ám còn nói qua TV chứ hiệu quả lời nói của Ngu Tử Du trực tiếp thế này khỏi phải bàn cãi. Đã thế hắn còn nhấn mạnh bằng ánh mắt đáng sợ để đám nhân loại khỏi phải so sánh mình với hắc ám, ta tuyệt đối không để người nào sống sót. Hắn đến đây không phải để thương lượng, không đưa ra lựa chọn, bỗng dưng cất tiếng đá về ông sếp vết sọc lúc này cũng im thin thít. Chắc lãnh đạo Hoa Hạ hiểu rõ nhất về ta, Ngu Tử Du nói không sai nên ổng không dám lên tiếng, tính cách dứt khoát nói được làm được của cây liễu không ai hiểu rõ hơn liên bang. Hắn lại nói tiếp, ta không hiểu tại sao hắc ám lại nhắm vào nhân loại, nhưng có một điều ta có thể nói cho các ngươi biết. Lần trước khi hắc ám xuất hiện trên thế giới này, chính nhân loại đã tự tay đánh bại hắc ám. Đó là tình tiết lạ lùng nhất đám người lớn ở đây từng được nghe nói đến. Một vài ông nghe chuyện đó không khác nào chuyện ma, nét mặt tràn đầy hoang mang hỏi nhau, đánh bại hắc ám sao? Chuyện đó là chuyện mà nhân loại làm được à? Có vẻ như không một ai từng biết đến bí mật này cả, và con người cũng không có cách nào moi ra chuyện này. Ngu Tử Du đến nói cho họ là có mục đích gì chứ? Tất cả đang bị nhấn chìm trong sự sợ hãi của hai thế lực lớn, giờ nhận được tin tức con người giết được một trong hai thì có ích gì? Ông sếp vết sọc thận trọng lên tiếng, ngươi đến đây với mục đích gì hả? Không thể chỉ đơn giản là muốn nói cho bọn ta biết những điều này thôi đúng không? Vẫn là ông thông minh nhất, Ngu Tử Du hướng mặt về phía đó, không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng cũng tiết lộ ít nhiều kế hoạch của Mê Vụ Đại Sơn. Bọn ta quyết tâm chiến đấu chống lại hắc ám, các người muốn làm gì thì cứ làm đi. Gườm gườm nhìn cây liễu, rõ ràng ông ta hiểu câu hỏi của mình cũng vô dụng. Hắn đúng là đến thông báo, giờ bảo mọi người làm gì thì làm đi, nhưng với thông tin có được, ai mà chẳng cân nhắc đến việc khai chiến với hắc ám cơ chứ? Nhìn vẻ trầm mặc trong gian phòng, Ngu Tử Du lên tiếng hỏi, chẳng lẽ đánh không thắng thì sẽ không đánh nữa à? Không có câu trả lời, trông hắn hơi gấp gáp, không ngờ mấy ông này lại rụt rè đến vậy bèn nhắc lại. Ta đã nói hết rồi, là liên minh với hắc ám, hay là đứng về phía ta, do chính các người lựa chọn. Đấy là anh nói thế thôi chứ chọn phe ai thì các chú biết rồi đấy. Phát biểu xong, đột ngột như lúc cây liễu xuất hiện, đám rễ cây đen ngòm của hắn vút qua những cái lỗ toang hoác giữa trần bê tông mà uỳnh uỳnh rút về nhanh như cắt. Như nước thoát qua lỗ cống, chưa gì đã chẳng còn bóng dáng cây liễu, nhưng hắn xuất hiện hoành tráng quá, đi rồi còn để lại một cái lỗ sâu hoắm đang tỏa khói nghi ngút trước mặt dàn đại biểu toàn cầu. Ông sếp vét sọc giờ mới bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng ổng thừa biết cái liên minh nhất cái và bất đồng này dự là họp thêm 2-3 ngày nữa để tiếp tục tìm ra giải pháp cũng nên. Phát biểu không lấy lương tại Liên Hợp Quốc xong, Ngu Tử Du về lại Mê Vụ Đại Sơn của mình. Nguồn linh lực đã sắp hết, kèm theo khung cảnh đương lúc buổi đêm mà nhạt nhòa thấy rõ. Hắn im lặng suy ngẫm, chuyện bên chỗ con người đã xong. Chuyến đó dù ngắn và chưa nghe kết quả nhưng cần phải làm như vậy để bọn họ mắt thấy tai nghe và đưa ra lựa chọn hợp lý. Việc Ngu Tử Du làm hiện tại, còn lại chỉ chờ mọi người hấp thu hết linh lực từ thủy triều linh lực. Bây giờ có một vấn đề rất đáng để suy ngẫm, đó là quãng đường từ đây đến lúc, ngay là mình có khả năng di chuyển cực nhanh đi chăng nữa cũng mấy đến chục ngày dù cho đã sử dụng toàn lực tập trung vào việc đi đường. Không nghĩ ra cách giải quyết, Ngu Tử Du cần thời gian để nghiền ngẫm chuyện này thêm. Bỗng dưng không gian trượt dài như đi thang máy tốc độ cao xuống tầng bên dưới, Ngu Tử Du phát hiện là mình đang bị kéo vào lại khu vực thần thức, nơi thường trò chuyện với hệ thống. Nhìn quanh quất, hắn ngạc nhiên không hiểu ngươi lại gọi ta đến đây làm gì thế. Quả nhiên trước mắt là bảng xanh quen thuộc hiện hai chữ hệ thống, nó đang chờ Ngu Tử Du đến nói chuyện với mình.
Từ bên kia vang lên lời đáp, có vẻ như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với hắc ám rồi. Nhìn bảng hệ thống trên cao, hắn đáp chậm rãi thận trọng, ta nói không có, ngươi có tin không? Trong đầu Ngu Tử Du còn có vô vàn những thắc mắc chưa biết giải quyết từ đâu, rất nhiều việc phải lo nghĩ sau vẻ bình yên tạm thời của mê vụ. Hắn ngước lên bảng hệ thống, cất tiếng, này có một câu ta vẫn chưa hỏi. Không cần biết bên kia đồng ý nghe hay không, hắn hỏi luôn, nếu ta thua, thế giới này sẽ biến thành như thế nào? Không ngờ câu trả lời đã có sẵn, rất nhanh nó đáp, thế giới này sẽ trở thành một ngôi sao chết do sự bài xích giữa sinh linh và tử linh. Kết quả cũng bình thường, không có gì kỳ dị lắm. Ngu Tử Du lại hỏi tiếp, ngay từ đầu hắc ám đã không có ý định để các sinh vật khác sống sót à? Vậy nếu biến thành ngôi sao chết, nó vẫn có thể tồn tại được hả? Hệ thống bảo không, đương nhiên là nó sẽ lại đi tìm một hành tinh mới. Tử linh nhưng không sống được trên một ngôi sao đã chết, thật là lạ lùng. Ở nơi nó sống, nó lại tàn sát khiến cho nơi đó trở thành vùng đất chết mới đã cái nư, sao lại có giống loài kỳ cục như thế? Đột nhiên hệ thống cho Ngu Tử Du biết, chính nó đã hủy diệt sao hỏa, đưa ra vài giây, đó là hành tinh rất gần với thế giới này, không khác gì minh chứng lần gần nhất tiêu diệt sự sống thành công. Mức độ trơ trọi trên sao hỏa thì khỏi phải bàn cãi, Ngu Tử Du im lặng suy xét chuyện đó một chút rồi hỏi một câu khác, vậy nếu ta chiến thắng thì sao? Khi thốt ra câu này, hắn đã nghĩ câu trả lời sẽ khó nghe lắm cho xem, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc không thôi mà. Nó bảo linh lực sẽ biến mất khỏi thế giới này, ngươi sẽ trở thành một cái cây bình thường. Lập tức tràn đầy phẫn nộ, hắn chất vấn hệ thống, nếu như ta làm kiểu gì cũng chết, vậy thì ta chiến đấu để làm gì nữa? Tình huống của hắn bây giờ còn tệ hơn cả nhân loại đứng trước các sự lựa chọn, trở thành cái cây vô tri không có suy nghĩ thì khác nào bảo hắn teo rồi cơ chứ. Hỏi câu đó xong, hắn cáu bản ngước lên hỏi hệ thống, trước đây ngươi từng nói ta sẽ mất tất cả, ngươi rốt cuộc là ai hả? Câu này không biết Ngu Tử Du hỏi bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ, mà biết hệ thống là ai thì giúp được gì đâu khi hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là không làm gì rồi chết, hai là làm hết rồi hẹo. Hệ thống không trả lời khiến cơn cáu của Ngu Tử Du tăng cao. Hắn nhắc lại, gần từng chữ, rốt cuộc, ngươi là ai? Vẫn kiểu trả lời úp mở quen thuộc của hệ thống, khi đến thời điểm, đương nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Nực cười, Ngu Tử Du hỏi lại, thời điểm gì? Lúc này không phải là thời điểm đó, thì là khi nào nữa? Bởi vậy hắn bày tỏ sự phẫn nộ của mình ra ngay và luôn chẳng có gì giấu giếm, bớt nói nhảm đi, ngươi nghĩ ta còn có thể sống đến lúc đó à? Mỗi khi Ngu Tử Du lên cơn cáu, hệ thống sẽ nói nhiều hơn một chút, nó úp mở bảo cũng không phải không có cơ hội, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Mẹ nó, càng nói càng khiến người ta tò mò, đó là thứ cần biết nhất đấy, nói đi chứ. Không nhịn nổi nữa, cây liễu gào lên, cơ hội gì, mau nói đi. Từng câu chữ khiến hệ thống như bị dồn nén, nó ngập ngừng bảo ta không thể nói được. Mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, thế thì kéo người ta đến đây nói làm gì, chẳng được chút tích sự nào, đến để nói cho ta biết kiểu gì cũng chết hay sao? Hắn điên tiết gầm lên, ngươi gọi ta đến đây làm gì nếu cái gì cũng không nói được hả? Ngươi có bệnh gì hay? Đỉnh điểm cơn điên của Ngu Tử Du là khi hắn phát hiện thần thức của mình đã quay trở lại thế giới bên ngoài, trước mắt là khung cảnh quen thuộc của mê vụ đại sơn chứ không phải bên trong thần thức nữa. Lại một lần nữa bị đẩy ra ngoài vì hệ thống không chịu giải đáp những thứ mình muốn biết. Quang cảnh bên ngoài vẫn thế, không biết mình đã chìm vào thần thức bao lâu. Cuộc nói chuyện đó khiến hắn không vui, trong lúc rối bời trăm bề rồi khiến tâm trạng ngổn ngang thêm làm gì không biết. Kéo mình vào đó rồi không nói được cái gì có ích ngoài kết cục chết hoặc biến thành cái cây vô tri. Mang tiếng là hệ thống, ở đây với mình ngay từ khi đến đây mà cái gì cần giải đáp thì nín thin thít, đúng là thằng khốn nạn. Hắn chửi ngoài miệng xong lại thầm chửi trong lòng, không cho biết thì thôi, ta sẽ tự tìm ra lời giải đáp. Nghe giống trẻ con hờn dỗi nhưng đó là sự thật, Ngu Tử Du cảm thấy mình không thể trông chờ vào hệ thống, chỉ có thể tự lực cánh sinh.